chơi trẻ cầm nại chơi săn, lũ ra xe tốc độ mau lẹ mà có máu liều cần hết cả chặng. Có nhiệt huyết còn với đam mê mà chưa bao giờ anh muốn từ bỏ, nhưng cũng vì suy nghĩ tương lai và đam mê gắt lại từ đó. Anh bắt đầu định tư sang Mỹ mà tháng ngày dài gắt lại đam mê, bỏ rừng đua con xe cất kỹ mà nhưng anh lại không quên đời thầy. Ngày nào đó anh sẽ trở lại và anh heo sẽ đồ chạy. Yếu quá, ăn heo, heo. Quan heo sợ bia, quan thi là sợ bia hết rồi. Bây giờ còn ba cao thủ luôn, tăng 1 kg luôn, ghê thiệt. Mới mình yếu hay màu mè. Đó, đó, đó. Đó này cho heo đi lên đường. Không lên, chuyển lên đường đâu. Chơi, người ta đang ở lại, giờ đi về trước. Rồi về đi. Lên xe 2 với phi công cái nha. Đau lòng. Căn chua ra kìa, húp cái đi. Rồi, xong. Căn chua ra cho bạn đi. Bắt Lâm chở đi, nó là phải ăn canh chua xong nó mới chịu đi. Ăn canh chua đó đi. Nào luôn á. Mình vô quán cà phê, cà phê cờ đá banh. Đó, cà phê đi. Ngồi trong quán hút thuốc luôn quý vị. Đang kiếm được bình sữa cho nhóc trẻ con để hiểu vụ quán. Trong cái sữa tươi đi với. Rồi, cái sữa tươi cho nhóc. Không, giờ đi nhậu hả? À? Chạm chim hả? À? Vậy thôi hả? À? Hilton vậy thôi hả? À? Đóng cửa hả? À? À, thôi về nhà đi ha. Ra biển hả? Ra biển đi, rồi ra biển tắm biển đi. Trời đang ba mấy độ, ra biển tắm biển được á. Ừ. Chở teo lại chứ, dạo này bự quá hả? Uống cà phê chán hả? À? Giờ qua chỗ pizza. Đó, xuống Hilton chơi vậy thôi đó. Đó, đó giờ qua pizza. Bao nhiêu nè? Trên kia nó bay xuống cũng được cô. Trên kia nó bay xuống cũng được. Đó, giờ anh nhớ là giờ anh kia anh đang xin mẹ anh đi về lại Ohio nè. Thôi đừng không ở đây đi, mới mua nhà nào nữa. Trên kia vẫn còn nhà ha, giờ mua thì không có nào đi phụ với ông mua đâu trơn. Thi nó kêu giờ nó muốn quay về lại Ohio kìa. Thôi mời đi. Thôi quên đi. Quên đi. Được mà. Giờ là bắt đầu là đang tính đường binh về lại Ohio rồi đó. Thấy anh em xuống giờ nhớ anh em quá, giờ đang binh đường về lại Ohio rồi. Xin mẹ, xin mẹ bây giờ Ohio rồi. Xong phim rồi. Đây, cho ba mẹ ở đây đi. Hú thì bay xuống 1 tiếng nha, bay xuống 2 tiếng cho nhiều. Đi chu du lên trên đó xong vụ vụ xong thi bay xuống đây luôn đó. Anh thận. Trời ơi. Pizza kìa đó. Đây là ba của Thi nha, khoái phía đó, anh xuống đây, ô một tay luôn. Chưa sợ hả? Ban ngày đó, có bình bia đó, rồi. Hilton hả? Đó, ban ngày. Đuối hết rồi, giờ thấy bia sợ luôn. Khoai nhân heo. A few moments later. Sáng là gì ạ? Canh chua cá hoa tộ tây đô ha, rồi bắt đầu pizza rồi cà phê memory, rồi giờ tới ăn cái gì thằng mỏ ăn cháo nữa hả? Xuống tham bông về nhà lên ký không, chơi kỹ không, lên kỹ hết. Ừ. Giờ bắt đầu ghê nào cũng thấy nhìn vô là biết cái cháo lớn nha. Tới bạn đây lòng sướng đồ ngầu quá anh Thận đứng tới đó luôn á. Ừ. Xe ngầu quá. Quá dữ luôn. Ừ. Đẹp quá. Làm như cái súng cái đằng sau. Đó cũng bị chửi nữa à. Đang quay phim chửi quá xe dữ quá, cắt khúc kia rồi. Nói đi, lạnh quá. Ơi. Thà tôi ở trên Ohio nó lạnh vậy tôi không bực. Mà tự nhiên tôi đang ở xứ lạnh tôi xuống đây tôi trốn cái lạnh của bên đó ai ngờ xuống đây lạnh hơn là sao? Bực chứ. Vậy em có người ở đây được hay thiệt. Người ta đây bữa giờ ta nóng không đem đem lạnh xuống. Thằng giờ thì anh cũng lạnh theo. Đang lạnh lắm nha mấy bạn, đứng ngoài mà run luôn á. Xuống Hilton anh làm tài xế anh chở đi chơi đó, xe 7 chỗ mà không ai dám ngồi cho anh chạy, còn 4 người à. Đó giờ 4 người này can đảm lắm à. Can đảm lắm luôn á, nãy giờ sáng giờ ngồi run không Quang? Run. Chạy thiệt. Đó, biết mà đó, giờ review sơ sơ Audi Q7 nha, Q7 á. Mình đi lộn rồi không? Thì ông cứ đi về nhà ông, miễn sao mình đi tới nhà thôi, xứ của ông mà ông nói gì kỳ vậy? Lộn rồi, sao tới nhà
W7 nha, đó. Ngầu dữ như sư tử luôn, đó. Nè, cái này tay lái nha, có 4 vòng tròn nha, đó. Chạy quá ông rung luôn sao á. Ông quay là rung. Rung đúng rồi, tôi quay rung. Đen ngoài đen trong luôn. Kết nhiêu ngàn mai à? 7 ngàn mấy mai thôi hả? Đâu 14 ngàn mai thì chứ, 15 ngàn mai này. Mua mấy năm rồi đó. Chạy ra 14 ngàn à? Cái này bữa là ở nhà là chắc có mấy ngàn à? Nhà bữa... bữa chạy xuyên bang đó. Bữa chạy xuyên bang chứ đau lòng lắm luôn á. Kêu xe vành này cũng mạnh lắm á. Thì canh cái vụ kẹt xe xong rồi. Nãy giờ tao chạy là tới nhà luôn rồi, nó đứng đợi đó, không đứng đợi nhà người ta, xe tao quẹo qua, không đứng không quẹo vậy luôn nè. Đó. Nãy xe nó quẹo tránh. Đó, canh chơi chạy xe đó. Đó. Đó, đó. Đồ ăn ở sau nha. Sao vậy chị? Ăn sau nha. Ghét quá hả? Mấy này là gì? Cảm ứng á. Cảm ứng hả, ghê vậy. Giống như mình vẽ chữ vậy, giống như mình muốn số rồi mình ghi vô đây nè. Ờ. A, B, C rồi đó. Ừ. Đây nè. Vả dữ luôn. Ừ. Đó. A, B, C rồi. Ồ, mình bấm chữ gì là giống như chữ A thì nó ra trên cái function A. Ồ, ồ ghê vậy. Ừ. Vẽ, lấy ta. Tay vẽ. Ừ. Thử ghi chữ than đường ô thử ra gì không? Thay là ngon. Delete luôn. Nó ra thay là view cả. Nó ra thay là view cả. Nó ra đường thay là view cả không? Đó. Ghê ha. Ghê. Mà chứ anh Thi ở trên nói không có. Không review xe giờ lên. Nó hít tên có review xe. Đẹp. Ừ. Ai là ngon luôn. Rồi, không có tên đường luôn. Bạn lựu đạn của Trương Đình Thi thôi. Rồi xong. Không có tên đường ghê ha. Đau lòng. Ghê thiệt, xe hiện đại quá. Nói đâu biết có function đó đâu cha. Ghê quá. Xong rồi nạp năng lượng. Không xong rồi tối đi ha. Nạp năng lượng tối đi. Hát với nhau à? Ừ, hát cho nhau nghe. Đang ở quán nhậu, sướng chưa? Đó, ông dắt đi nhậu á. Ông dắt vô thôi chứ mình dắt ông ra. À, ca sĩ karaoke. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vương tư mình yêu. Ai đang qua quần đều trải qua cây đắng. Em không là người ta. Ban nhân heo á, nãy giờ năn nỉ anh hát á, anh đâu chịu hát đâu. Bây giờ người ta không thèm năn nỉ lại đi hát. Thank you.
họ đi về được chưa? Về được chưa? Chưa, chưa. Bây giờ muốn về nè. Được. Bây giờ muốn về. Anh muốn về nè. Không được BD. Xin lỗi nha. Phê á, nó phê á. Rồi. Tầng 2 về. Đó giờ về có ai mà về mà coi của mình mà ngồi coi của mình mà ngồi cho mình ngồi coi coi cười cái coi cười. Cái sao nó cười gặp lại sau á. Đây 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 YouTuber luôn, YouTuber. Hạ đem xong luôn. Chửi nữa kìa. Hả? Lại chửi. Lại chửi. Tiếp. Rồi. Vui lắm lúc này vui lắm này. Vui lắm. Giờ ta 12. Hả luôn. Các bạn không nhớ luôn á chưa hả? Nhớ rồi sao nhớ nổi như thế. Ủa anh em ngủ rồi hả? Đâu còn nào á? Ủa em với anh thôi à? Ủa cũng vậy luôn rồi. Sợ cái gì? Mất mặt quá. Đây hai thanh niên đây. Hai thanh niên đây. Không nhớ gì luôn á. Rồi đau một cú rất đại cả. Như vậy. Okay. Bây giờ ngồi vô tình ngồi coi mới thấy khúc thường nó ăn gian nè. Nó có hai đồng mà. Nào có đó của Thi, Thi mới đặt hai đồng đây nè, bên đây nè. Đây nè, cái cửa đó nè. Đó. Nó lấy tiền em rồi, nó lấy tiền em rồi. Chiếu lại khúc lấy tiền Hiếu, Long quay lại khúc đầu nữa Long, coi lấy chưa. Rồi coi, 18 hay là rút tiền vô lại á, 20 của Thi. Cái đó của Thi. Cái này là em đã tới rồi, em sẽ chết rồi. Em bỏ tiền vô rồi đó, trên đây em... Không có bài, nó không có bài, đâu có bài. Cái này là em sẽ chết của trường rồi. Đó rồi, nó black chát rồi, ồ. Đó. Đó rồi, nhưng mà trường... Nó lấy lại trường 10 đồng lận kìa. Đó. Nó lấy thêm trường 5 đồng. Đúng rồi. Coi lại. Thấy nè, coi lại. Khoan, phải đứng tay thì 2 đồng luôn. No, 2 đồng là của Thi. Thi. Em, coi lại. Đây nè, nó có tờ 5 đồng, rút của trường 5 đồng. Nó rút của trường 5 đồng. No. Nào 2 đồng của Thi. Thi ngồi gần kế bên kìa. No. Bây giờ chiếu lại lúc đầu á Long, chiếu lại lúc đầu luôn á.
Ủa mà chị đặt bao nhiêu tiền vậy? Khoan chị đặt 5 đồng. Ờ nè nè nè, 5 đồng nè, lấy 5 đồng nè. Bà này thua đó, bà này thua đó. Nè đó lấy đó, đó lấy thôi chừng 5 đồng đó. Ờ, trắng trợn thiệt ghê. Bà em tới rồi mà nó không có chuẩn cho em. Ủa, mà chị đặt để coi lại hả? Coi lại khúc trước Long. Nó chưa có chuẩn cho chị, nó chỉ mới chuẩn có có đâu rồi coi năm đồng trường trả lại lấy lại trường vàng á đồ cái này bắt nắm tay luôn camera luôn hai anh bận đồng phục với nhau luôn nha. Hai anh bận đồng phục. Hai anh bận đồng phục rồi ăn trứng cút đút cho nhau, đút cho nó ăn luôn đi. Quay lại anh tí coi thử có mặt màu màu gì. Ờ chẳng luôn. Đút cho nó ăn đi. Đầy tí sầm luôn à. Tí sầm là ba chàng 15 có thủ á, ba chàng 15 có thủ. Chuyện ba người á. Chuyện ba người với là ba chàng 15 có thủ. Ba chàng 15 có thủ mà nó 77 vậy lớn. Đi với lấy tủ lạnh ra rồi đem bia ra rồi cua cho em rồi.